Xe này bóng đó ha nè. Bóng là như vậy à. Mình ăn này nè. Ngon, 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 ngon. Cái này không đã bằng cái này đâu. Đây, 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 đây. Đó. Nè, thấy chưa? Như Dương như. Vô đây, vô đây, vô xích đây. Này, đứng đây vô như này. Thấy chưa, thấy chưa? Ồ, thấy trái nhiều chưa? Nè, nhân nè, đó. Hai. Chào quý vị khán giả. Chào các anh ơi. Rồi, đi ra, đi tiếp thôi, đi tiếp thôi. Qua chạy trái rồi. Dạ, yeah, ốc luôn rồi, chết nữa rồi. Sau khi 50 thì bạn. Dạ, nè, này trái quá trời ha. Chúng mình đang đi ra đường vườn dâu ở Phong Điền đây. Đây là đâu? Trường Long á, trường thọ của Trường Long. Mình đang mình lên Facebook mình đi hái dâu ở Phong Điền anh em ơi. Đây là trên đường đi ra vườn dâu của chúng mình. Rồi đi thôi, tất cả anh em cùng đi thôi, nhanh lên. Đây là đội quân của anh em chúng mình thôi. Mỗi người là trả lương 3 triệu trên một lần đi như thế này đấy. Đây đó, mọi người đang đi rất là quyết liệt. U xả nhiều quá ha. Xả này của nhà mình hả Nam? Qua xả đảo ha. Rồi đi thôi anh em ơi, mình ra vườn dâu thôi. Cái này là cái dâu hả Nam? Ủa sao cây dâu này nó chưa có trái? Cái này là dâu gì Nam? Cái này là dâu xanh đó hả? Cây nhỏ nhỏ gì là trái rồi. Bà lớn này có trái đã ta. Hồi đó mình mua cây giống riêng hả ta? Chắc cây 60 ngàn nhỏ nhỏ. 10 ngàn hả? À dạ. Yeah. Bên này là mít của mình luôn hả? Mướn hả? Trồng mít đã hai trái kìa. Mày có nuôi cá không Nam? Sao xả cá nuôi? À cuộn chung mà. Dạ. Trái này nè. Bẻ sót hả? Lỗ chết luôn hả? 5.000 ký. Chín. Chín này. Chua quá. Ủa mọi người đâu rồi? Sao tuốt ở trước rồi? Trời ơi, cốc quá kìa. Cốc trái luôn kìa. Dạ không, chua ăn không có được. Ô là màng. Quá trái. Quá trái rồi, cốc quá kìa. Trái kinh khủng luôn. Ê. Hey, anh em ơi. Dạ. Yeah. Tôi đã tới đây. Ê, mẹ mới có thể cao ra nói chuyện được. Mình đang ở ngoài vườn dâu. Xung quanh mình quá trời dâu. Wow, nguyên một cánh đồng dâu 3 ngàn. Đi tiếp thôi. Mình sắp tới đi bẻ dâu anh em ơi. Trái nhiều lắm. Hả? 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 Quay quay. Quá wow, trái dữ vậy. Ủa rồi sao mọi người ngồi ở bên?
Tôi đã đến kho báu vàng rồi anh em ơi. Quả thời rồi. Anh em thấy gì chưa? Cái cây chỉ có bên lớn đây thôi. Đó. Mà trái như thế này đây. Đây, tôi quay camera lại cho anh em coi nha. À. Đây, trái cây đây đây anh em ơi, coi nè, quá lớn rồi. Zoom camera ra. À, coi nè. Cái này là chín vô năm. Ê ê ê, té đó. Rồi đi. Qua đi. Qua đi cây bự mà. Chạy cái dù qua luôn. Rồi qua đi. Đây một là một con khỉ trong đoạn hình xiếc đi cầu của chúng tôi ngày hôm nay được biểu diễn. Kè bé dâu ăn không? Chạy quá trời. Thử đi. Trời ơi. Tao biểu cảm của mày. Sao cái mặt quăng biểu cảm dữ vậy? Chua. Dưới này á Nam. Đây nè. Ở rụng nhóc trơn nè. Mấy trái rụng này chín nè, ngon nè, trái rụng đi. Hả? Kim. Chịch nè. Chịch. Cầm vô máy, cầm máy. Được rồi. Chụp nó hả? Chụp trái nó hơn vô cho như chụp kìa. Trái thôi. Rồi luôn rồi. Ê. Nó lá nè mời. Chết rồi. Nè anh. Rồi mấy trái chín ở dưới ăn ngon hơn. Nó chín quá. Quen nè. Cái này ngồi ăn hoài luôn, ăn sao hết. Ăn rồi bạch tả luôn. Trời ơi. Chua, trời ơi trời. Cây nào? Đây anh em. Mời anh em. Anh qua đây nè. Đây nè. Anh em quả thể này chạy rồi nè. Cái này là mình có xài phân bón vô năm. Quấy gì vậy? Cái này ngọt nè. À bố lên có đất trồng vài cây có trái ăn trên. Mẹ. Nè cho cầm đi, không biết cầm được. Cầm tay kia, cầm trước đi để bẻ hết. Ủa cái này bẻ là bẻ sao Năm? Bẻ đùm hay đùm gì thôi. À thấy rồi. Phải bẻ ngược lên mới gãy. Bẻ một đùm thôi rồi đi lựa cây khác. Đây. Wow. Wow. Quả thế rồi, trái nhóc trơn. Wow. Trái kiểu này có cái hả? Trái tới đất luôn anh em ơi, coi nè. Ui.
kìa. Và tới 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 rồi, chạy nhóc chân nè. Kè có gà cái đằng đó nha. Trái nẹo cây luôn Năm ơi, vô bẻ thử trái đó đi. Cây đó kìa, ừ cây đó trái nhóc chân đó. Được không, được không? Quay lại, đừng quay đít đây. Ừ. Ờ, à, được không, được không? Chua hả? Trái hơi dở à, nguyên đùm trái kinh khủng luôn. Trái này bóng đó hả nè. Bóng là như vậy à. Ngon, 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 ngon. Cây này không đá bằng cây này đâu. Đây, 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 đây. Đó, em thấy chưa? Như, vô, như. Vô, 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 vô đây, vô đây, vô xích đây. Này, đứng đây nè, đứng đây, vô dưới này. Thấy chưa, thấy chưa? Ồ, thấy trái nhiều chưa? Nè, nhớ nè, đó. Hi. Chào quý vị khán giả. Chào các anh ơi. Rồi đi ra, đi tiếp rồi, đi tiếp rồi. Quá trời trái rồi. Ây da, nằm ốc luôn rồi, chết nữa rồi. 6 ghi 50 gì phạt. Ây da, anh em đây trái quá trời ha. Ngon quá. Bé đẹp. Quá. Đi tiếp thôi anh em ơi. Quá thế rồi. Chúng ta đang lạc vào một khu rừng dâu xanh. Trái nẹo tới dưới gốc luôn. Rồi tới dưới đất luôn. Wow. Quá rồi, trái rồi, coi kìa, coi kìa. Hơi dở à. Ôi ôi, đã quá. Ôi ôi, cây này coi nè. Quá trời cháy rồi. Đây nhóc cho ngài nè. Tìm đây cây mít nữa nè. Đây cây vú sữa. Quá giờ mít rồi. Ok. Bị cháy xăng á nè. Dạ. Ủa. Con trai. Qué cái chai luôn nè. À, nằm đó chứ phải nãy không mặc áo là tổng luôn rồi. Cũng hên. Chắc nó bị gò sang chảy. Cái mình không tắt á ha. Dạ. Ôi vú sữa bông nhóc chưa kìa. Bông nhóc chưa kìa. Có hai cây vú sữa này trái nhóc chưa. Đây trái chín rồi nha.
Hả? Ăn không? 7 giờ tới. Wow. Chèo đi Như. Mít mít trái nhóc trơn kìa. Để bỏ cho mít con luôn nè. Đó. Nèm thấy chưa? Để bỏ luôn. Nhiều quá. Đây nè, mình đang gầu lưới nó lại nè. Để tránh sâu bọ đó nè, cho nó bự. Mình đang rạc vào vườn vú sữa. Sau một vườn dâu là chúng ta đã đến vườn vú sữa rồi. Ở đây là quá mát luôn. Nè, quay xung quanh toàn vú sữa không nè. Nhớ like và subscribe kênh của mình nha anh em. Chào, hẹn gặp lại. Nè, đây nè. Đi vú sữa đây. Rồi, cảm ơn anh em. Nhớ like, subscribe kênh mình nha.